bản thân các bạn đã có tài năng và các bạn cũng có một cái sự may mắn nữa. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn nó đạt được cái hiệu quả là sự tò mò của công chúng, sự ồn ào hoặc là có thể thành hit chẳng hạn, nhưng mà rõ ràng là nó đang đẩy lùi và nó đang làm dơ cái nền âm nhạc. Vậy thì quay trở lại với thị trường âm nhạc hiện nay đi, thì anh có một cái nhìn nhận xét gì về thị trường nhạc Việt hiện tại? Anh thấy là thị trường nhạc Việt bây giờ thay đổi rất là nhanh. Và quả thật bây giờ có rất là nhiều bạn tài năng. Anh có thể kể đến như là Hoàng Thùy Linh, như là Sơn Tùng. Và mới đây nhất là một cái sản phẩm rất là thú vị của Bích Phương. Bên cạnh đó là có những bạn thuộc dòng underground giống như là Đen Vâu chẳng hạn. Những bạn đó làm cho mình cảm thấy là thị trường nó càng ngày nó càng được chuyên nghiệp, nó càng được tốt hơn rất là nhiều. Và càng ngày có những cái sản phẩm được đầu tư chỉnh chu, anh không nói về tiền mà anh nói về idea. Có rất nhiều sản phẩm có thể nói là tiền không đáng bao nhiêu nhưng mà cái idea nó rất là đắt giá và anh cảm thấy rất là hay. Bản thân mình cũng là một nhạc sĩ và mình cũng phải hoạt động một cách tích cực hơn. Điều đó nó thúc đẩy mình hoạt động tích cực hơn, suy nghĩ nhiều hơn để mà mình có thể trụ lại được với nghề. Và cái điều đó là làm cái điều anh rất là hứng thú. Và dù anh có một cái con đường riêng của mình, anh có những cái dự định riêng của mình, nhưng mà anh luôn dõi theo những cái điều mà các bạn đang làm để mà bây giờ chính mình cũng phải học lại, lượm nhặt những cái điều hay của các bạn để mà mình tích góp lại cho bản thân mình, cho sự nghiệp của mình. Và ngoài những cái tên anh nhắc thì còn có một hiện tượng mà trong năm vừa qua cũng tốn rất là nhiều giấy mực của báo chí, đó chính là Jack and KCNM, thì anh nghĩ như thế nào Nghĩ về cái gì? về hai bạn, về con sự nghiệp của hai bạn, về cái đưa con đường mà hai bạn đang đi? Anh nghĩ những cái bạn mà nổi tiếng lên nhanh như vậy thì có thể nói là bản thân các bạn đã có tài năng và các bạn cũng có một cái sự may mắn nữa. Thì cái điều mà các bạn có thể đi tiếp cùng với nhau hay không, giống như anh đã chia sẻ nãy, nó có một cái chữ duyên. Nếu mà không có duyên thì tự mỗi người sẽ đi một con đường riêng. Và ai là người có năng lực hơn, ai là người có nhiều đam mê hơn và ai là người bản lĩnh hơn thì sẽ đi được cái con đường dài hơn. Tại vì rõ ràng chúng ta không phân định ca sĩ này thành công hay không chỉ bằng một năm, mà bằng cả một cái sự nghiệp rất là dài. Khi mà chúng ta không làm nữa thì khán giả mới tổng kết lại là ca sĩ đó trong suốt khoảng thời gian làm việc họ đã đạt được những cái gì, họ đã có những cái gì. Anh Nguyễn Văn Trung cũng là một nhạc sĩ khá là thẳng thắn và cũng không ngại chia sẻ về những cái vấn đề về nghề. Vậy thì cũng có một vài lần thì anh cũng tạo nên một vài sự hiểu lầm hoặc là ồn ào, như là lần với ca khúc của Bảo Anh chẳng hạn. Thì anh mỗi lần anh nghĩ về những cái điều đó, anh cảm thấy như thế nào? Anh có ngại để mà tiếp tục nói lên những cái ý kiến của mình hay không? Thường á anh không quan tâm đến người khác đang làm gì đâu, nhưng mà có những cái lần mà mình buộc phải lên tiếng là bởi vì mình cảm thấy nó không đúng với lại nghề. Tại vì anh rất là tôn trọng cái chữ âm nhạc, bản thân mình rất là yêu yêu cái công việc của mình, anh rất là yêu cái sự trong sáng của âm nhạc và mình gần như là anh tôn thờ nó. Đối với anh rất là may mắn khi mà được nghề chọn làm nhạc sĩ và được sống bằng nghề đến giờ phút này, và anh rất là quý những cái người đến với nghề bằng những cái tâm như vậy. Họ trân trọng cái nghề của mình và họ làm những cái thứ, họ viết những cái bài hát, họ sản xuất những cái bài hát nó tốt, nó gọi là nó có giá trị, nó có ý nghĩa, nó nhân văn. Và anh cũng không đồng ý với những cái người có thể viết những cái lời bài hát nó thô tục hay là nó quá là phản cảm. Bởi vì như vậy, mặc dù có thể trong thời gian ngắn nó đạt được cái hiệu quả là sự tò mò của công chúng, sự ồn ào hoặc là có thể thành hit chẳng hạn, nhưng mà rõ ràng là nó đang đẩy lùi và nó đang làm dơ cái nền âm nhạc. Và bản thân mình là một người hoạt động trong nghề, mình muốn khán giả hiểu được cái quan điểm của mình để biết là mình không đồng ý với những cái điều đó, và cũng là một cách để mà mình nhắc nhở bản thân mình, nhắc nhở những bạn bè xung quanh mình và những người em đang quý mến mình là đừng có làm như vậy. Vậy thì bây giờ nếu để chọn một ca khúc của các bạn trẻ trong thời gian vừa qua mà anh thích nhất, anh sẽ chọn ca khúc nào? Có nhiều ca khúc anh thích lắm. Giống như là Hoàng Thùy Linh là vừa rồi cũng có một cái bài rất là hay. Bài Bích Phương mới cũng hay. Và những cái bài của Đen Vâu khi mà mình đang ở trên Đà Lạt mình chiêu chiêu mình nghe cũng rất là hay. Rồi những cái bài hát của Vương Anh Tú anh thấy cũng cũng hay, của Eric cũng hay. Để mà chọn nhiều bài thì khó chọn lắm, tại vì bản thân anh khi mà anh viết nhạc anh hạn chế nghe nhạc.
Thường những bài hát đó anh chỉ nghe một lần. Tại vì anh có một cái đặc điểm là anh rất là dễ nhớ. Anh nghe cái là anh nhớ liền. Và đôi khi á, mình nhớ cái mình viết ra một cái bài nó giống như vậy mà mình cứ nghĩ là mình sáng tác ra. Và điều đó rất là nguy hiểm đối với người nhạc sĩ. Thì khi mà anh đã trở thành nhạc sĩ, anh đã quyết định trở thành nhạc sĩ là anh phải chấp nhận một cái sự thiệt thòi. Đó là mình không có được một cái sở thích nghe nhạc thoải mái giống như ngày trước nữa. Và anh chỉ nghe những bài hát của mình.